Yorubun, annyeonghaseyo. Xin chào các bạn. Hôm nay thầy tiếp tục lại đi giải câu 11, câu 11 của đề 64, đề đọc 64 nhé, topic 2, đề đọc 64. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giải luôn này. Tại vì mỗi một video thầy chỉ có 5 phút thôi nên là thầy sẽ không có câu thời gian được nhé. Vào tháng gì đây? Vào 24, vào ngày 24 tháng trước đúng không? Thì cái có một cái lễ hội trao thưởng này này. Si sang xích là lễ hội trao thưởng đúng không? Lễ hội trao thưởng này được gọi là gì đây? Là cái giải thưởng đúng không? Giải thưởng cho những cái nhãn hiệu tốt nhất đúng không? Những cái nhãn hiệu tốt nhất gọi là nhãn hiệu number one nhất đúng không? Được người tiêu dùng lựa chọn lần thứ 7 đúng không? Có nghĩa là cái lễ trao đại thưởng này thì nó được có 7 năm rồi đấy, 7 lần rồi đấy đúng không? Và vì nó được tổ chức ở tại một cái giảng đường lớn của tòa soạn báo Incheon đúng không? Giải thưởng này, sang là giải thưởng đúng không? Cái giải thưởng này thì do nó được lựa chọn đúng không? Nó được lựa chọn ra những cái gì? Cái nhãn hiệu mà sẽ trao giải cho bằng cách là gì? Bằng cách là những cái người tiêu dùng này họ sẽ phải bỏ phiếu ở trên gì? Trên mạng, trên online đấy đúng không? Rồi, cho nên là gì? Ý nghĩa của nó cực kỳ lớn đúng không? Và giống như năm ngoái thì chúng ta cũng sẽ có gì 100 cái thương hiệu đây, 100 cái thương hiệu được nhận giải thưởng đúng không? Nhưng mà năm nay thì làm sao? Lần đầu tiên nó có thì có hai cái thương hiệu mỹ phẩm được gọi là gì? Thân thiện với môi trường này. Hai cái thương hiệu mỹ phẩm thân thiện với môi trường này nó cũng được bao gồm trong đó, có nghĩa cũng được bao gồm trong 100 cái thương hiệu nhận giải thưởng này. Đúng không? Bây giờ chúng ta đi chọn cái nội dung là giống với nội dung ở trên nhé. Cặt chân cọt đấy nhá. Thì số 1 là gì đây? Người tiêu dùng này thì đã lựa chọn ra những cái thương hiệu được trao giải đúng không? Đúng không? Có vẻ đúng thế này, người tiêu dùng chọn ra đúng không? Ngay đoạn đầu đây này, ngay cái tên đầu đề của nó đã thấy là lựa chọn ra luôn rồi đúng không? Chọn được đáp án 1 luôn. Rồi chúng ta sẽ đi chọn những cái khác, đi dịch những cái khác xem là đúng nhá. Những doanh nghiệp này trực tiếp tham gia vào việc bỏ phiếu online không đúng không? Chỉ những người tiêu dùng thôi nhá. So với năm ngoái thì đã lựa chọn ra nhiều thương hiệu hơn so với năm ngoái đúng không? Không nhá, vẫn là 100 đúng không? Đây, cái từ Chinan Hewa Kachi đúng không? Giống với năm ngoái đúng không? Vì vẫn là 100 cái thương hiệu thôi nhá. Chẳng qua là nó bao gồm thêm hai cái thương hiệu về loại mỹ phẩm thân thiện với môi trường như này thôi đúng không? Vậy là số 3 cũng sai nhá. Số 4 đúng không? Thương hiệu mỹ phẩm thân thiện với môi trường như này thì không thể nhận được giải, sai đúng không? Nó thuộc 100 cái thương hiệu được nhận giải này thì vậy nó vẫn phải được nhận giải bình thường nhá. Vậy số 4 cũng sai. Vậy đáp án chính xác là số 1. Ok, chào các bạn, chào tất cả các bạn nhé. Hẹn các bạn vào video lần sau.